Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý bà con, quý bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Khả năng lại gặp mọi người trong một buổi chiều đầy nắng và gió. Hôm nay thì thời tiết khá là ok. Về chiều thôi chứ ban ngày thì hơi nóng anh ạ. Nếu anh em đi ngoài đường thì rất bụi và cảm thấy nóng bức. Nhưng nếu các bác ngồi trong một chiếc ô tô, em khẳng định là sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều. Đấy là cái tư tưởng của anh em mình hiện chưa có ô tô. Anh em nào mà đã đi ô tô rồi thì thấy con xe nhỏ nhỏ mà muốn đổi thì nâng con khác. Một số sàn này muốn số động thì gặp em. Khả năng ô tô 0326062789, số điện thoại đấy là hotline của em các bác nhé. Xin các bác đi qua một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Khả năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay thì khả năng sẽ thực tế hơn và lên live stream cho mọi người một mẫu xe mới về bên em. Một mẫu xe khả năng ô tô trực tiếp đi mua của người dân nhé. Chiếc này khả năng đảm bảo cho bà con là máy zin, keo chỉ zin, không có đâm đụng va chạm gì cả. Đời 2011. Đây là một mẫu xe được ví như là gọi là Lexus phân khúc hạng A đây, nhưng đây là bản thiếu. Nếu bản cửa lóc hôm nọ bán là 209 cơ. Nhưng bản này bản không cửa lóc thì bán có 259 triệu thôi. Hôm nọ bán 295 triệu và bán rồi nhá. Hôm nay cái bản này nó không có cửa lóc thì lại bán ngược lại là 259 triệu. Đấy thì anh em nào hợp lý thì anh em mua. Còn lại thì khả năng vẫn có bớt nọc ná cho bà con. Bà con cứ đến trực tiếp cửa hàng gặp khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Khả năng trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì đối với mẫu xe nhập hàng này, cái đời 2011 thì nó lên form mới. Bình thường ở Việt Nam thì 2013 nó mới lên form này. Cuối 2012 thì xe Việt Nam mới có cái form này. Hôm nọ cái con màu trắng em quay này cuối 2012 đấy, nhưng nó không có đang đúc hoa mai, không có túi khí, không có phanh ABS, không có số tự động zích zắc máy eco như này đâu, đúng không? Đây là phiên bản đủ xe gia đình và không taxi, không dịch vụ. Màu lông chuột rất là đẹp, màu sơn nguyên bản theo xe, không đổi màu. Đấy, chiếc xe này thì khả năng ô tô đang rao bán là 259 triệu đồng, cửa tiền 250 là bán cho bà con có anh chị rồi. Bà con có anh chị nào mà muốn quan tâm có thể alo trực tiếp cho khả năng qua số điện thoại 0326062789 để lấy mẫu xe này nhé. Mẫu này thì nó đi ngon hơn cả gì nhỉ, Kia Morning for đời cao đấy các bạn. Cái này gầm bệ nó chắc lắm, nó đẹp hơn rất là nhiều so với những mẫu xe về sau này. Em nói thật, có khi đời 2018 chưa chắc đã đi ngon con này đâu. Đây thì tùy theo mỗi ý kiến của anh em thôi. Con này là không phải tự dưng dòng này nó đắt đâu. Con này đời 2011 thì giá 250 thì em thấy cảm thấy hợp lý. Vì nếu mà để mà 250 mà mua so là mua được con gì mà nó đẹp đẹp mà số tự động như con này thì em nghĩ là không, không có đâu. Đấy, đây là cái cửa tiền, nó là nó đi theo chất lượng của giá trị xe. Anh em nào cảm thấy nó hợp lý thì có thể liên hệ trực tiếp khả năng ô tô nhé. Hiện tại nhà khả năng còn đang khoảng 300 cái cho bà con các anh chị lựa chọn các dòng đời. Đấy, các loại xe từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Các bác nào muốn quan tâm thì khả năng ô tô xin anh em có thời gian ghé qua gặp trực tiếp khả năng ô tô để anh em làm việc về tất cả những mẫu xe bên em. Về sơn xi con này thì sơn xi bên ngoài căng bóng rồi, đời sâu chắc là sơn lại rồi, nhưng mà sơn zin không đổi màu. Bốn quả lốp mới tinh nhé các bác nhé, bốn quả lốp này là mới đét luôn. Đây là anh em mình đánh lốp xô máy này. Nara đúc hoa mai, có túi khí và phanh ABS 4 bánh luôn. ABS 4 bánh, đằng trước thì có hai phanh đĩa, còn đằng sau thì phanh thanh chống. Nếu bản đủ đặc biệt của cái dòng này có cửa lóc và có 4 phanh đĩa, có bô kép, có đồng hồ điện tử thì bán giá bán phải đến 300. Nếu biển Hà Nội có đến 300 triệu người ta vẫn mua. Còn chiếc này thì nó là bản chung thôi, nó không có cái cửa sổ trời và không có 4 phanh đĩa. Thì nhà khả năng đang để cho bà con các anh chị có 250 thôi. Anh em cảm thấy hợp lý thì có thể liên hệ trực tiếp khả năng ô tô, thuận mua vừa bán các bác nhé. Em rất mong quý khán giả anh em cứ cân đối một vài chỗ. Nếu anh em đến xem xe, anh em cứ đi xem những con đặc biệt như này. Đời thâm thấp một tí nhưng anh em nhìn ghế da nó còn nguyên như này thì chắc chắn là xe đẹp các bác ạ, chắc chắn là xe đẹp. Đây, đi rất ít thì mới còn nguyên bộ ghế da. Còn nếu anh em mà thay bộ ghế da rồi thì chất lượng xe thì chắc là cũng đi nhiều hơn một chút, nhưng cũng vẫn là đẹp. Nhưng mà để mà đẹp trong con này thì khó đấy các bạn. Này anh em nhìn ghế da này, túi khí này. Dòng này thì được trang bị 6 túi khí nhá các bác nhé, 6 túi khí cơ. Đấy, không phải ít túi khí đâu, nó là 6 cái cơ. Nội thất màu đen nguyên bản theo xe, keo chỉ zin, không khoan đục, không taxi. Dòng này chắc chắn là không taxi nhá. Đấy, số tự động mà, ngày xưa đắt tiền lắm đấy, giờ không hề rẻ đâu. Đấy, bây giờ nó vẫn đắt mà. Đây, keo chỉ zin hết. Dòng này bây giờ anh em bảo mua 240, 250, không bao giờ mua được con gì khác ngoài con này. Đấy, số tự động anh em có thể mua được, nghiên cứu những con xe đời sâu hoắm, đời 2008, đời 9, những con như Hyundai Verla hay Hyundai Accent, đời sâu đấy. Mấy con gọi là đời sâu rồi thì mới được. Cái gì đây? À, khả năng đây là đồ của anh em đi Campuchia mang về cho mình. Chắc là tí nữa cho mình nha. Quà của mình các bạn. Anh em đi đâu về có quà cho khả năng ô tô. Khổ. Số ăn mà. Nên các bác nhìn qua gương đã thấy em nó gần một tạ rồi. Đây cái này chắc em nghĩ là cá khô ấy. Cá khô từ Campuchia. Campuchia là đường thốt nốt mấy cái gì nhỉ? Đường thốt nốt mấy cái gì đấy. Chắc là đặc sản gì đó. Nói chung là
Đây các bác nhìn này, keo chỉ zin hết. Đó, đây các bác nhìn này. Úi giời, nội thất đẹp nhỉ. Nội thất đẹp thật sự luôn. Nếu mà anh em bảo đi ít đi nhiều, anh em nhìn nội thất biết ngay. Nhìn nó đẹp, nhìn nó mướt này. Đấy, nhìn nó mướt thực sự luôn. 6 túi khí luôn các bác nhá. Trên ghế hai cái, trên vai kia hai cái này, mới trên đầu kia hai cái nữa là 6 cái túi khí. Nhiều túi khí lắm. Đi con xe này nói chung là đâm đụng nặng thì cũng không việc gì đâu. Nó nhiều túi khí lắm, không sợ đâu. Chấn thương nhẹ thôi. Nếu anh em có đi con xe mà nó nỡ may nó bị va chạm thì có dòng nhiều túi khí hơn thì nó sẽ đỡ cho mình nhiều hơn. Không ai mong muốn ra đường mà nó đâm đụng va chạm cả, nhưng mà tránh sao được nhỉ? Nhỡ may thôi. Vận hạn nó đen xui thì có cái con xe mà nó nhiều túi khí nó cũng đỡ cho mình nhiều. Máy eco nhá, phanh ABS đầy đủ nhá các bác nhá. 10 vạn xịn nhá. 10 vạn xịn chưa tua đồng hồ đâu. Hôm nay có chủ nhật nên là nếu muốn tua đồng hồ phải đợi thứ hai. Nhưng hôm nay thì 10 vạn xịn này em xin thông báo cho bà con các anh chị là 10 vạn xịn, 10 vạn chuẩn. Em bán cho anh Đạt Brown người Hà Nội anh nhỉ. Anh Đạt còn xem video của em không? Nếu anh còn xem thì anh đang đi con 211 màu trắng của em biển Hải Dương, em chuyển thành biển Hà Nội. Mà đến bây giờ anh vẫn đi, đừng bảo đi xuống lắm em ạ. Chưa chẳng hóng hóc gì. Anh để cho chị đi rồi anh đi rồi tan tanh ngũ tỏi luôn nhưng mà vẫn còn nguyên, đẹp lắm. Cảm ơn em rất là nhiều đã bán cho anh con xe đẹp. Thực tế là Khả Năng Ô Tô cũng rất mong muốn làm sao mà bán được cho các bác thật nhiều xe đẹp. Xe càng đẹp thì càng đỡ đau đầu. Mua con xe về vài hôm hỏng các bác lại bảo em ơi bây giờ xe anh thế này thế kia, nó buồn lắm. Nó rất là buồn nhá. Mình bán xe mình cũng có lời đấy, nhưng mà mình mong muốn làm sao khách hàng mua được xe mình nó cũng đẹp. Yêu con này màn hình cam lùi này, màn hình đẻo cam lùi biết xấu hết. Cam lùi đều anh em ạ. Nghe nhạc thôi chứ còn nếu mà bảo anh em muốn lắp màn thế to lên thì anh em lắp thêm khoảng tầm 3 triệu là được cái màn to rồi. Đấy, về nội thất thì các bác nhìn trần nguyên nỉ nhá. Hàng nhập có khác anh em nhìn này, đèn đóm này, nấc này phát đèn đóm này. Đấy, bật đèn sáng này để anh em xoay gương luôn. Đó, nhìn rất là sướng nhé các bác nhé. Đó. Đẹp. Nói chung là xe gia đình thì nhìn mẹ xe đẹp nó nhìn khác ngay. Gương này là gương nhập khẩu, nó có dòng gương chống chóa các bác. Đấy. Bấm vào đây này. Tắt lên bật xuống này nó sẽ có cái công dụng là chống chóa nhé các bác nhé. Ấn đây chống chóa này. Đấy. Sướng lắm. Đây cái nhập túi khí ở đây một cái nhá. Đây một cái là hai này. À, hai cái trên đây cái đối diện là 3-4 nhá. Còn ghế này. Ở ghế này là 5-6 này, đối diện một cái nữa là 6. Đấy. 6 túi khí luôn. À, máy số dích dắc. Ngồi trong xe trời nóng này, nóng rồi ngồi trong xe không muốn ra luôn. Đây này, các bác nhìn nữa. Gương điện nhá, cụp xòe gương nhá. Đấy. Bản này nó nhiều đồ chơi kinh khủng luôn. Bình thường bản đủ cả thì nó có cảm biến lùi, nhưng cái này nắp thêm cảm biến lùi trên đây rồi. À, ở đây thì nếu biên bản đặc biệt thì nó có đồng hồ số, không phải đồng hồ kim cơ như này nữa mà nó đồng hồ số hiển thị điện tử đấy. Và dưới có bô kép và có vị trí sấy ghế. Đây cái này cũng có sấy ghế rồi các bác nhìn thấy không? Sấy ghế này, mùa đông anh em cảm thấy cái ghế này nó khác biệt hoàn toàn. Khi các bác ngồi ở đây các bác sẽ cảm thấy khác biệt hoàn toàn khi mùa đông. Mùa đông tới anh em chỉ cần bấm nút sấy ghế thôi là lưng chúng ta tự động nóng lên làm mát rất là tốt. Đấy, nó lợi thế nhiều cái lắm. Con này nó là hàng thuốc chuột đấy. Không phải hàng xấu đâu. Đẹp lắm ấy, đi nó sướng nhiều so với này. Nếu anh em mua mấy con Kia Morning đời 14, 15, 16 mà số tự động đi không bằng con này đâu. Em nói thật. Em khẳng định luôn, không bao giờ ngon bằng con này. Con này nó là hàng thuộc đặc biệt, nó đẹp hơn, nó ngon hơn so với cái phiên bản xe Việt. Đây là phiên bản xe nhập. Nhập đời này thôi. Mấy con Morning Van cũng là cái form này này, nhưng mà chất lượng thì con này nó đang khác hoàn toàn. Đây là phần khoang máy vừa Khả Năng Ô Tô mới cho anh em vệ sinh xong nhá. Thì nó hơi ướt một chút thì anh em thông cảm. Đấy, đây là khoang máy là máy zin 100% các bác nhé. Máy zin 100%. À, mặt máy thì đã được vệ sinh rồi. À, mặt máy được làm gioăng rồi. Còn keo chỉ thì nguyên zin này, không hề có đâm xô tai nạn ngập nước. Khả năng cái này thì em xin cam kết cho bà con được. Nói chung là nó sức sát va quẹt nhẹ thì anh em đừng tính tiền. Còn lại nếu nó nặng thì cụt đầu là đâm kiểu dạng như nứt xe là gãy cột thì là phi xuống nước, phi xuống ao hồ nó mọt mối mọt hết rồi thì em không có làm. Đây cụm phanh ABS đây các bác nhìn thấy không? Còn lại nó sức sát va quẹt nhẹ, vỡ cái đèn hay là cái tai thì anh em phải thông cảm. Không phải xe này mà là xe khác thì cũng có cái chiếc như thế thì mình phải báo với nhau. Chứ còn xước sát nhẹ nhẹ thì anh em mà chạm tí cabo cái chiếc chỉ chạy lại thì anh em cũng chọn chuyện bình thường. Nhưng con này thì chỉ zin của nó nhá, không hề có chạy lại đâu. À, rất mong khán giả, quý khán giả có thời gian đi qua nhà Khả Năng Ô Tô. À, cho Khả Năng Ô Tô xin một like, một đăng ký kênh, một follow. Anh em nào đến trực tiếp liên hệ Khả Năng Ô Tô trước khi đi nhá. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, xin chào, hẹn mọi người trong video clip tiếp theo. Xin chào.